Ok, xin chào mọi người. Xin chào anh em. Chào mọi người quay với lại với kênh Bùi Vlog nhé. Thì sáng hôm nay thì mấy anh em Tiên Khánh, Nhật Heo với lại Dương bận công việc rồi nhé. Thì giờ có mình với lại anh Lâm thôi. Thì mỗi khi mình hay làm camera nhưng mà hôm nay thiếu người nên mình phải vào. Thì nay hai anh em có một cái món thử thách một cái món độc lạ. Cái món này cũng không độc lạ lắm. Nhưng mà con này là mọi người biết con gì không ạ? Tu. Con này là con tu hài mọi người nhé. Còn sống lắm mọi người. Đây. Mọi người thấy nó giống gì không ạ? Con giống của anh Lâm à. Chị em phụ nữ là không rành lắm, không biết. Thì hôm nay anh em mình sẽ ăn sống với cái con này mọi người nhé. Đây mọi người, nó thuộc vào rồi ạ. Con này thì đi lặn mới có mọi người nhé. Chứ còn cái này là tu hài tự nhiên chứ không phải nuôi mọi người nhé. Nên nó chỉ có vậy thôi. Chứ ít khi mà tự nhiên, ít khi to lắm. Cái này mình em cũng tạc anh em nghe. Mọi người nhìn nó thuộc vào này. Đấy. Mọi người thấy nó thuộc vào không ạ? Hôm nay mình với anh Lâm sẽ thử thách ăn khoảng 1 ký. 1 ký tu hài sống. Thì nó cũng như ái thôi, nó thuộc ra thuộc vô vậy chứ. Thuộc ra thuộc vô giống ăn cái này nó sung sao. Đây mọi người, hỗn hợp nước chấm của anh em mình nha. Không biết, đây. Không thiếu cái gì quậy lên lắm. Lấy cái cọng ra. Đây mọi người, chấm nha. Mọi người thấy không? Cái này là nước cái toàn ớt, muối. Chắc là có một cái này là muối ớt nhưng mà được chế biến. Muối ớt này mà mua mọi người. Muối ớt này mình mua thử thử nó có ngon giống như anh em mình không. Quá đẹp, nhìn đã quá. Đây thêm một miếng nước cốt chanh. Thì để ăn sống thử không có nước cốt chanh thì xem nó như thế nào. Nếu nó ổn á thì anh em sẽ không chấm đến nước cốt chanh, mà nếu không ổn thì chắc là anh em phải cho qua nước chanh một tí, nước cốt chanh một tí. Phía sau mình mọi người thấy gì không? Phía sau mình con tu hài lớn. Đây cũng là một con tu hài lớn. Đồ mọi người, đây là một cái hút chuối mới vừa trổ là mọi người. Khá là to, nó chuối luôn. Mà thấy giống cái vòi con tu hài không ạ? Đây mọi người. Cái vừa nó bỏ mất. Không, anh bỏ cái đen đó thôi. Rồi. Anh lột cái da ra. Có nghĩa là mọi người muốn ăn cái đó thì mình lột cái phần da này ra mọi người nhé. Cái da đen này mình lột nó ra thì nó sẽ trắng như vậy nè mọi người. Đây. Sao nó bóng bóng. Đây mọi người. Nó sẽ trắng như vậy. Mời anh em thử câu nè. Ok mọi người, để anh không sắt ra chứ, hay là để nguyên con luôn. Ôi trời luôn. Cho nguyên con vậy luôn hả? Đỏ. Cắt cái rục ra đi. Không. Ăn cái chị học mà ăn nguyên câu chứ không là ăn lửa dữ. Cái phần nó ăn được đấy. Cái này phần vòi thôi, mới này mới cái vòi thôi mà. Không có... Không, nó sạch mà. Mình làm thấy... Anh làm hơi dơ. Nó khá là nhớt mọi người. Nhớt lắm. Giống không? Giống cái thục ra thục vô của anh Lâm. Của anh Lâm bằng vậy không? Lại càng nghĩ nó như quả chết luôn á. To nó Lâm nghe, nhai hơi dài đấy. Đã mà. Anh Lâm thử trước đi, review thử trước đi. Mở anh em nha. Wow. Rung tay luôn á. Dòng tay. Ừ. Nghe Lâm nhai sực đã rồi. Mời mọi người nha, mình sẽ thử luôn. Đây mọi người, có một tạc nha. Trời, ngọt ghê á. Wow. Toan luôn, trong miệng luôn. Wow, ngon quá. Này cũng đậu bật tí. Mọi người, thì một mình ăn cũng hết được cái này. Mình không phải là tín đồ có đồ sống, nhưng mà thật sự con này ngon quá. Kiếm còn mùa lớn lấy ngày trước. Wow. Nhớ mọi người, đây giống của anh Lâm nè. Đó, đó, xịt nước đó kìa. Đó, đó. Không khóc gì. Đùng tay luôn á. Đọc chưa? Không, nó ngon lắm mọi người. Thôi trời, bỏ đi. Cầu đi. Hồi đó giờ mình chỉ là ăn chín thôi.
mà kiểu đi quán á mọi người, làm ăn tu hài to loại nước ngoài nhà hàng hay nhập về á, nó cũng nó không có mùi vị giống như vậy, nó cứng nó trực, mà con này ăn rất là mềm, nó dầu, kiểu như có đợt bên em mình lần ăn hải sâm á, con này ngon hơn con hải sâm mọi người nha. Thử ăn như đây luôn rồi anh, thử luôn dứt luôn mà ngon hả, cái nước chanh á chấm vào đọc chưa, đây là giống này ăn này tối về cái đó nó lại cái chắc không hiểu. Mọi người nghe nó giòn không, mọi người nghe làm ăn là giòn mà sực 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 đó. Đây, cái này là cái phần mình của nó, hồi nãy là cái vòi, giờ là cái mình. Đây mọi người, mời mọi người nha. Đã quá. Chỉ bỏ cái phần dơ dơ của nó thôi mọi người. Còn lại nó ngon. Wow. Nó ngon hơn, nó kiểu như ngao biển mà nó giòn này. Nó không có mùi tanh gì hết mọi người. Không tanh không hôi. Mình sẽ ăn một em. Đây. Mọi người thấy này. Đúng rồi. Con này còn sống mọi người nha. Em này còn sống. Ăn đây Tiền Khánh bạn Thái ghét với đảng thù với đảng. Tại vì mấy thanh niên hôm nay bận công việc nên chỉ có hai anh em mình. Hồi mình ăn con này mới vừa bị nghẽo, mình không làm cuộc sống. Sẽ lọt cái này ra mọi người. Đây, lọt cái phần đen đen này ra thì cái trong trắng đó mọi người. Đấy, mọi người thấy chưa? Chạy quá tạc. Cái này bây giờ mới gọi là bị margin đó. Để mình dứt cái phần đầu này, mình cắn ngang luôn. Đã rồi. Đã rồi. Giờ mình sẽ cắn ngang cái này luôn. Mình chấm rồi mà. Mà tôi bỏ cái này không bỏ được. Đâu có đó đâu bỏ được anh, đâu đâu. Mọi người nè. Trừ là ngon hung nữa. Đã. Con này còn sống luôn anh Lâm ạ. Ừ. Con nào cũng sống mà. Em cắn cái thục vào, em tưởng nó mới nghẽo mà ai ngờ em cắn cái thục vào. Ngon quá mọi người. Ôi cái nước này thôi chứ. Mọi người nghĩ mà ăn đồ sống mà ăn tu hài mà nó giống cái gì là mọi người biết rồi, mọi người. Đây mọi người, nguyên cây súng. Đã quá. Ủa. Hay là mình kiếm chất thế nè. Ừ, ăn đi cũng đỏ thôi. Ăn mà à, cái lát chanh này quên. Mấy cái đồ ái vô quá, nó không sướng. Ồ, ngọt đã quá mọi người. Mình hai con à. Cảm ơn mấy anh em đã bận công việc. Món này là mình được ông anh tài trợ. Ảnh là chuyên về hải sản luôn. Loại gì cũng có, nhưng mà là hải sản tự nhiên mọi người nha, chứ không phải là nuôi. Chuyên hàng tự nhiên. Cái này mình nhờ anh cũng lâu rồi. Hôm nay anh mới gửi cho anh em mình. Đồ này lặn mừng, lặn trong mấy hang đá rồi nó mới có. Cái đó. Mà anh ăn thêm miếng nữa này. Đã. Anh làm ăn kiểu ngon quá. Mình tưởng là nó sẽ không ngon rồi. Thật sự là mình tưởng nó không ngon. Mình nghĩ là hấp nó mới ngon, tại vì đó giờ mình ăn hấp rồi. Hấp thì nó tuyệt vời lắm. Hấp mà mọi người hấp lên rồi mọi lọc ra chấm thịt đó, cực kỳ thơm. Nhưng mà hôm nay tự nhiên ăn anh Lâm sự mình ăn sống. Cái này ăn sống đúng bà ơi. Nhưng mà thật sự là nó có chất lượng quá ngon rồi. Hơn điểm 10 cho chất lượng cái này. Ăn những cái câu này mà ăn chín thì ăn gì? Mình sẽ ăn tiếp một em mini này. Mini. Nước nó cũng ngọt lắm. Chai đây này. Sao? Bộ đọt là ớt là nhân đỏ. Có thể cho một người hào hay là bất cứ gì không có cửa hôm qua ăn sống hôm qua con này rồi đó. Mọi người thấy nó lên chưa? Thẳng tưng vô mọi người thấy nó tưng vô mọi người, anh Dung thẳng tưng vô. Nước này, hấp luôn cái nước luôn. Hấp luôn cái nước ngọt lắm. Như ngao biển vậy mà. Mình sẽ lọt cái đen đen này ra. Nhưng mà cái đầu đen đen này khó lọt lắm. Nó nói là bên này phải cắt. Đấy, à ra được rồi. Đây. Cái này mình không biết là công dụng của nó là cái gì.
dùng để làm gì trong bộ phận của con tu hoài này? Bộ sinh dục quán đó. Chắc cái này cái vòi để nó ăn đồ ăn rồi này kia. Đỏ rồi. Nhưng mà nó một người lẫn cực kỳ con. Ăn không còn miếng luôn trong đàn này mọi người. Đã quá mọi người. Wow. Nó giòn 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 ăn xuống. Không quá. Ừ. Làm lại miếng chanh. Nãy ông bán 1 ký đi bao nhiêu? 400. 400. Cái này tôi hài tự nhiên mọi người. 1 ký thì 400.000 đấy. Đúng rồi, mà bán tại gốc này chứ đừng đem ra quán là nó khó. Vô quán này là mất tiền gần triệu. Mất á. Đồ tự nhiên là mọi người biết rồi. Dễ gì mà ha. Còn thuộc ra vô. Là vô liên tục. Ăn con này. Dễ 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 đó rồi. Đây nè, ăn đây có đủ bè nè. Wow. Trời mình cũng phải bắt trước anh Lâm luôn. Ngọt. Em đây còn sống luôn rồi. Dồn. Wow. Đây. Người ta lên không? Tự ngon đó ta. Tự ấn đạo. Bóc tem đó, mình sẽ bóc tem đó luôn. Mình sẽ làm cho bóc tem đó. Đây. Đây mọi người. Rồi. Nó cầu nén xương nó rồi nó yếu. Đây mọi người hình dung là nó giống cái gì. Mình sẽ bỡ luôn. Đây mọi người. Đấy. Wow. Tuyệt vời. Cái con mình nó còn sống luôn. Cái con mình nó còn sống luôn á. Nó chưa có mới vừa chết á. Là mình cắn cái này vào nó có cái đồ ngọt. Giống như cái em này chết nè. Nó cũng mới vừa chết thôi mọi người, nhưng mà là ăn nó khác liền. Nhưng mà con mình ăn sống luôn vậy á. Giờ nãy giờ mình ăn con này sống nè. Là nó ngọt á. Nó sẽ hơi tanh một xíu. Nó có hơi vị tanh một xíu. Nhưng cái con mà chết rồi thì nó sẽ không có vị tanh như thế này. Rất là hay. Buồn ngon luôn á. Nhưng mà nếu mọi người có điều kiện, có cơ hội thì mọi người cứ thử ăn sống một lần. Đảm bảo mọi người thử gì không ngon mình thối tiền lại cho mọi người luôn. Cái này mình không thử ăn sống được, cái này phải quyết tâm ăn sống. Ừ, hoặc là mọi người không ăn đồ sống thì mọi người cứ thử một lần để ăn sống chứ đừng ăn chín, để cảm nhận được cái độ ngon của cái con này. Cái nó giòn kìa. Rồi, mời mọi người nha. Không. Giòn cực kỳ mọi người. Đó. Chưa bao giờ ăn đồ con nào sống ngon như con này. Đã rồi. Ừ, đã. Đã rồi, còn một con này. À, hai con mọi người nhé. Ba con. Bốn con. Mọi người vào đây mới dài đó. Nè, mọi người thấy con này sống nè. Đấy, tụi con này. Đấy, mọi người thấy được bao giờ. Đấy, năm em. Em này mình ăn rồi. Sáu em mọi người nhé. Em mini 7 em. 8 em. Mà anh em nè. Trời, 9 em. Đọc. Nãy anh em mình vừa anh em mình ăn có 4 5 con vậy. Con. Hôm nay có sắp rồi. Đây một sắp. Nhưng mà ngon một. Mình là tính mình thì do camera bây giờ mình hơi nói nhiều. Nhưng mà con này ngon quá. Nhanh tối đi một kì. Wow, đã. Rung ta luôn á. Hey. Những cái món mình ăn từ tới những cái trắng cuối cùng à. Đây nè, đã. Tại vì cái này có cái đen đen này mình không ăn. Chơi luôn, anh ăn chơi luôn nè. Chơi luôn cái rụt cái tao luôn. Rụt sợ nó ở dưới bùn luôn. Không, ngại. Không có. Ăn nó giòn luôn mà. Thì giòn thì nó giòn đó, nhưng mà sợ thôi. Bụng mà sợ. Em ăn đồ sống thì nó yếu. Nhìn không? Vẫn còn y màu đen. Mà luôn. Không bỏ ra. Ủng. Bóc tẹm. Quá đã. Con này nó bị xìu. Bà này bà bị xìu luôn. Bà ra rồi. Ra rồi, bà bị xìu luôn. Nhưng mà sao bà này bà tím 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 vậy?
ăn đi. Không sao. Nhai giòn sực sực lắm rồi mọi người, cái câu mà nhai giòn sực sực là y nó luôn rồi. Lấy đi, lấy đi. Lấy đi, lấy mày thuộc vô lại. Thì con nó còn sống mà. Quá wow, đau. Anh nhấc nhảy con đi. Nó còn sống mà. Con đó nó còn sống mà. Lo đang nhấc nhảy chứ. Ăn con này ăn những con đó thì mọi người hình dung nó như thế nào rồi. Cái này mà đưa cho phụ nữ em ấy mới tưởng tượng ra được. Này mà đưa cho mấy chị em phụ nữ ăn là thấy tưởng tượng ra được cái. Chắc cái này giống của ba bằng của anh Lâm quá. Tự nhiên mình phải nuốt bèn không bèn. Không cái nó để cho người khó khó khốn phó. Ai khám phá của anh Lâm rồi thì hỏi của anh Lâm giống vậy không? Đã quá. Ngắt luôn. Cực kỳ ngon. Wow. Thảo không? Ngon quá. Còn vì sao còn dầu? Mình sẽ cái con này thì cái trong này đây một. Nó chỉ có hai phần cái phần mép hai bên này nè. Còn ở giữa. Đây một, mọi người nhé. Ăn cái con này bỏ vỏ thôi chứ đâu có bỏ gì đâu. Em nãy em bỏ cái rục. Trời luôn. Không có cái rục này mà, mình sẽ bỏ. Tính đoàn mình ăn tụt thôi. Mình không ăn được cái đen đen này. Mời mọi người. Wow. Quá tuyệt vời. Lựa mấy con lớn ăn trước để hủng lựa ha. Con còn sống này, còn sống này. Con nào sống. Dài không ơi. Mười lát là nó thuộc lại. Nó thuộc vô mất rồi. Thật quá con nó luôn. Lồn ra chắn lây không? Bây giờ nước nhiều quá mọi người. Ê, lồn ra chắn lây. Tao quá trời nước nè. Cầm lại. Wow. Mình chỉ mấy nước mình uống đây. Quá ngon. Không nuối nữa anh em ơi. Wow. Mà con nó to ấy. Cái cách của mình hồi xưa giờ rồi mà làm miếng nước ngọt. Quen rồi. Đó. Làm miếng nước ngọt. Wow, cái miếng cuốc miếng chanh nữa, hợp lý luôn. Wow, đã quá. Mình sẽ làm thêm một em nữa. Cho em to luôn. Cho em to, anh Lâm nãy giờ nhận con to, giờ mình chơi em to luôn. To em không được đâu. Wow. Con này cứng quá. Con này cứng quá mọi người. Con này cứng quá. Wow, đã. Mà thấy nước nó chảy ra. Wow. Nghe mà rặt luôn ơi. Ăn là những người cũng nóng nóng lên mọi người. Nghe rặt rặt luôn. Mình sẽ bóc tem nó luôn. May hả mọi người. Wow. Khá là nhiều. Bó rò nhất nhật. Bố thiệt chứ muốn giỡn đâu. Bó rò nhất nhật. Mọi người thì mình sẽ bóc tem luôn. Đói mọi người. Ê ông ơi. Mình sẽ làm full luôn combo này cho mọi người nhé. Từ nó có ra cái gì đen đen đây. Bỏ cái đen đen ra. Ok mọi người. Dịp luôn. Wow. Ồ, mình nhau. Cực cực cực. Món. Thêm miếng hành. Bèn bận ngửa này. Wow. Tối nay mấy chị nào mà bồ làm chết bên làm. Nhắc luôn. Ngon quá. Wow. Ăn này hơi dơ tới mọi người thông cảm nha.
tại vì cái này có chất nhờn nhiều quá. Chất nhờn, chứ đang nhắc nhờn. Wow, đã ngon quá mọi người. Rồi chiên rồi hai câu nữa đó ha. Ừ, ăn phép một con thôi, ăn phải là tín đồ của mình. Ủa, có phải ăn nhanh nhanh còn sống rồi. Mình sẽ ăn con sống này luôn, mày ăn thử coi của mình nó có dài nữa. Ăn này tự nhiên tối về ngủ thấy khóc rồi. Nhưng mà thầy mẹ thầy chứ đang chữ. Đáng lẽ mình phải đưa con này cho anh Lâm. Anh Lâm thấp mà. Ừ, chưa chết hơn kìa. Xui. Sáu củ tốt vậy á, sáu dây tốt củ à. Hai mọi người, khá là đã. Vẫn tiếp tục cái chương trình là bóc tem nó. Quá ngon. Lọc cái này ra. Đây, đó mọi người thấy chưa? Đấy, sạch bông sáng bóng liền. Sạch bông sáng bóng liền mọi người thấy chưa? Rồi, bắt đầu để nó vô. Mọi người nãy thấy nó dài dữ thuộc rồi nè. Ừ, quá đã. À, con nãy còn ngậm nước mặn. Phải không? Thơm mặn đi. Không dùng được. Bán mạnh thì. Đúng là tu hại. Ừ. Bán phó hay là bán. Đã quá mọi người. Tiếp tục mọi người nha. Nice. Những cái đèn đèn nè. Mời mọi người nha. Mình sẽ ăn trộn gói con nè. Ừ. Đậm á. Nhai chực 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 chực. Ấp nó lùng vô. Ừ. Rồi. Mời anh em nè. Ờ, miếng cuối cùng. Ừ. Quá đã. Đó, thấy không? Hết cửa luôn. Không mời cũng lầm. Chờ luôn. Wow, đậm á. Ừ. Ừ, có chứ. Còn con cuối cùng. À, anh làm biết không nè. Đã quá. Thật sự ngon, tuyệt vời luôn. Ngon không ngon, không biết chứ. Em đang mà hết quá đi. Ồ, bắt đầu nghe người hái chân nóng nóng nóng. Ừ, đồng nào. Ngon, ngon mà không biết. Mà là 1 em, 2 em, 3 em, 4 em, 5 em, 6 em, 7 em, 8 em. Đừng có nhìn, có mười mái tay rồi. Đã quá rồi, hết. Không đúng không? À, dập rửa tay rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video tới giờ phút này. Thì thật sự là cái món này anh em được ông anh tài trợ, nhưng mà anh em thử. Nhưng mà thật sự thử ăn sau, ăn sống, nhưng mà thật sự là ngon quá. Chắc lần tới mình anh em cũng sẽ tiếp tục, nếu mà có thì anh em cũng sẽ tiếp tục ăn thằng này chứ không có hấp như một khi nữa. Quá tuyệt vời này. Quá tuyệt vời. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn mọi người. Nếu mọi người đã thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người cho anh em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh mọi người. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Dạ nghe. Hẹn gặp mọi người lại những cái món độc lạ hoặc là những món hấp dẫn hơn những tập tiếp theo mọi người nha.